Sau 16 năm kể từ thành công của bộ phim truyền hình Đình Đám Một Thời, Quan Huyện 9 Tuổi, cuộc sống của ba diễn viên chính ngày ấy đã có nhiều sự thay đổi. Đều được dự đoán là các sao trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng dàn diễn viên của bộ phim này lại không hề may mắn như những diễn viên đình đám khác. Cuộc sống của dàn sao Quan Huyện 9 Tuổi ngày ấy thay đổi ra sao? Thứ nhất, Tào Tuấn, vai Quan Huyện 9 Tuổi Trần Văn Kiệt. Sau vai diễn trở thành cơn sốt khắp khu vực châu Á, khai tâm trong Chân Mệnh Thiên Tử Hòa Thượng, Tào Tuấn lại khiến nhiều người từng một thời dần dần với vai diễn Quan Huyện Trần Văn Kiệt nhỏ tuổi thân đồng, đứa con rơi của vua Càn Long và người con gái trốn dân gian Trần Thanh Liên. Chính vai diễn này đã đưa tên tuổi của cậu bé Tào Tuấn ngày nào lên tầm cao mới. Với việc thể hiện xuất sắc sự thông minh nhanh trí, lại lém lỉnh của vị quan huyện liêm chính, hết mình vì chính nghĩa, Tào Tuấn đã khắc sâu vào trong lòng khán giả thêm một bộ phim không thể nào bỏ qua khi ấy. Thế nhưng đến năm 2006, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Tào Tuấn gây bất ngờ với khán giả khi tạm gác lại mọi hoạt động đóng phim để theo học khoa diễn xuất tại Học Phúc Đán, Thượng Hải. Và sau khi tốt nghiệp, anh quay trở lại với làng giải trí nhưng lại không thể tìm thấy ánh hào quang khi xưa. Nhiều người cho rằng vì làng giải trí ngày nay xuất xưởng khá nhiều gương mặt mới, cùng với việc lựa chọn dự án phim không đúng vai diễn, khi Tào Tuấn vẫn phải loay hoay để tìm chỗ đứng cho mình. Cận kề với cái tuổi 30 nhưng chàng thanh niên từng khiến mọi người trao đảo qua các vai diễn khai tâm hay Trần Văn Kiệt lại chỉ đảm nhận những vai phụ trong các dự án nhỏ. Tin tức mà mọi người thường nhắc đến ngôi sao nhí một thời này chỉ là những tin đồn tình cảm và chuyện tình yêu của mỹ nhân Trần Hoàn Truyện Lam Doanh Oánh khi cả hai công khai quan hệ của mình vào cuối năm 2016. Thứ hai, Thích Tiểu Long, vai Tiểu Hòa Thượng Tam Viễn. Cùng với Quan Huyện Trần Văn Kiệt Tào Tuấn, Tiểu Hòa Thượng Tam Viễn Thích Tiểu Long cũng là một trong những diễn viên được yêu thích của bộ phim Đình Đám Một Thời này. Học võ tại chùa Thiếu Lâm từ 2 tuổi, gây chú ý khi tham gia Đại hội Công Phu Thiếu Lâm Quốc tế lúc 4 tuổi. Cậu bé Thích Tiểu Long đáng yêu nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất phim liên quan đến võ thuật như Thiếu Lâm Tiểu Tử, Tân Ô Long Viện, Rồng Trung Quốc, Đỗ Thánh Hai, Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên. Với diễn xuất tự nhiên cùng những pha võ thuật đẹp mắt, vai diễn Tam Viễn của Thích Tiểu Long rất được yêu mến khi, sau nhiều sóng gió trong cuộc đời, Tam Viễn trở thành cánh tay trợ giúp đắc lực cho vị huyện lệnh yêu chính nghĩa Trần Văn Kiệt. Cũng như sao nhí Tào Tuấn, Thích Tiểu Long lựa chọn tạm thời rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho việc học hành. Thế nhưng khi quay trở lại màn ảnh, anh cũng không tạo được nhiều tiếng vang lớn như khi còn là một cậu bé đáng yêu giỏi võ. Một phần vì ngoại hình trở nên phát tướng, kém điển trai, thêm vào đó là việc đóng khung các vai diễn võ thuật gây nhàm chán với khán giả. Tính tới thời điểm hiện tại thì Tiểu Hòa Thượng Thích Tiểu Long vẫn đang nỗ lực tìm lại sự yêu thích và công nhận từ phía người hâm mộ qua việc lấy lại vóc dáng và chỗ đứng trong làng giải trí, nhưng tiếc thay anh vẫn chưa tạo được dấu ấn nổi bật nào. Thứ ba, Tào Dĩnh, vai diễn Từ Liên. Tào Dĩnh là cái tên mỹ nhân cổ trang đình đám một thời rất được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ cuối năm 1999-2000. Trong phim Quan Huyện 9 Tuổi, cô chinh phục nhiều khán giả với lối diễn xuất ấn tượng cùng nhan sắc xinh đẹp, trong sáng qua vai nữ chính Từ Liên, cô gái lưu lạc giang hồ khi bố mẹ bị tham quan hãm hại và có nhiều bước ngoặt trong cuộc đời khi gặp Trần Văn Kiệt. Không chỉ gây ấn tượng với Quan Huyện 9 Tuổi, người đẹp Tào Dĩnh còn gặt hái vô số thành công qua các bộ phim như Đại Tuyết Vô Ngân, Luật Chính Gia Nhân, Ô Long Thiên Tử, Văn Thành Công Chúa. Thế nhưng kể từ năm 2006, sự nghiệp của mỹ nhân đình đám một thời này dần chững lại vì những tác phẩm cô tham gia không tạo được nhiều sự chú ý như trước. Năm 2009, người đẹp gây bất ngờ khi lên xe hoa cùng nam diễn viên Vương Ban sau 10 năm hẹn hò. Cũng từ đây, cô lui về sau hậu trường để dành thời gian chăm sóc gia đình. Mỹ nhân một thời này đã sinh con trai đầu lòng vào tháng 1 năm 2011. Và mới đây nhất, cô lại khiến nhiều khán giả choáng váng khi chứng kiến nhan sắc vô cùng khác lạ so với trước kia trong clip cùng con trai giao lưu với các fan. Gương mặt cứng đờ, méo mó, biến dạng của Tào Dĩnh khiến nhiều người nghi ngờ là hậu quả của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. We'll be right back.